tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào như thế này cả. Đang xuống rồi chỉnh lại tí lèo rồi căng lại dây sáo rồi vẫn cho bay lên lại nhé. Trên bầu trời chúng ta còn đất tăng rất nhiều, sáo lại im quá, gió trên cao chưa có mấy các bạn ạ. Con này đang là đà này, gió trên cao